Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel. Hôm nay thì tụi mình tiến hành giúp dọn dẹp bớt căn nhà. Tao nghe mùi xịt phòng đâu thoang thoảng ha. Hôm nay cũng gom vô bao nhiều rồi nè. Ông đang chui trong đó gom. Hôm nay là một số chị em nữa, các chị trưởng nữa vào để dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch sẽ. Mới trở về hay là mới lôi ra? Ông mới lôi ra, đang ở trọng kìa. Đang ở trọng á. Giấy tờ kêu ổng dọn giấy tờ ra đi. Ủa đây chợ đâu em, chợ đâu sáng chị dùng kiểu đây có chợ qua đây mua niệm cho bà. Vậy hả? Mà qua đây nhìn thấy mấy cái chợ cơ. Chắc có mà, chợ ông sao mà. Có chợ kia ở đó. Thấy ông gặp không? Có. Cái gì? Nhiều chứ. Bà làm gì vậy bà? Đánh bài. Cái con bói vậy? Bói. Bói đây. Về mới lấy về rồi, bà. Uống cà phê. Dạ. Uống cà phê. Dạ. Này là mới lôi trong đó ra hay là mới đưa về vậy không? Mới lôi ra hả? Dạ. Mới lôi trong kia ra hả? Sân sóc ra. Dạ. Này tụi con qua phụ ông dọn gom lại cho nó sạch nha. Rồi, để cỏ đi. Không gian hơi chật. Tôi bán cái leo gì không? Leo nước rồi chứ. Để ông tự chở đi được hả? Ông dẫn anh đi tới mình biết ra mình chớm mình bán cho ông. Có tới chị ơi trai lại đây tốt hơn. Để anh đo nhiêu tuổi nhiêu. Đồ ăn thức uống bỏ đi. Nhà này nó hôi gần chết rồi. Bỏ uống cà phê vậy hả? Rồi. Uống cà phê từ cơm á hả? Ngày là chỉ cần 2 thối cà phê vậy đó. Sáng giờ bà ăn gì chưa? Tả nè. Cái gì đâu. Bà yên tâm đi, con dục gì là con kiểm tra hết trơn à. Ở dưới nhà chứ đi. Ở dưới nhà chứ. Có đâu nào có giấy nè. Giấy đâu rồi con shop? Giấy
Nhìn được lấy rau nhỏ nhỏ là phải đựng ở... Bỏ một cái bài lên nè. Mình xét ra lấy lần rồi. Với bà nhà, với bà gì á rồi có khúc chưa? Mấy giấy tờ quan trọng cất hết chưa bà? Mấy giấy tờ quan trọng cất hết chưa? Giấy tờ quan trọng cất hết chưa? Dạ. Em nói là giấy tờ quan trọng cất hết chưa? Mấy cái giấy tờ quan trọng cất hết chưa? À. Cất hết chưa? À. Thôi dưới này chắc rác không mà kiểm tra thì... Cái đông người chi mà đứng cụm như này không khác nào. Dạ, dạ. Đem đem. Dạ, dạ. Đem xe rạc rồi. Xe hư ha. Nó là gì vào bao dù hết chứ. Không quần áo để cho người ta để trên giường. Cái gì vậy? Xong rồi mẹ hỏi sao. Được không? Tôi cứ ngét rồi. Nó bị dính cái gì vậy hay rồi? Có vướng nó đậu hay thôi từ từ. Có cái gì cắt ra, nó vướng cái gì á? Dính rồi. Không phải dính cái đây rồi. Dính ở dưới bánh xe phải không? Hay là ở đâu? À. Vẫn còn dính. Bán nhà trai luôn đi, để làm chi. À, xe hư rồi. Kẹp cái nó kẹp mấy cái chân dính. Chị rác dưới nhà nhà. Quần áo để lên nó hết rồi kìa bà. Cầm không làm gì ngủ được không cả. Dạ để riêng nha, không có mở. Cái dây điện đó là dây điện của nhà đó. Còn sai á. Đa số là vậy chơi. Cái này cái gì vậy? Của con á, giấy tờ con á, cái lóc cái chứng minh dân á, cho là để ông rác vậy nè. Ai? Quảng Đông Trung Quốc. Giấy tờ con nè, để cho rớt trong rác vậy. Sao có được nhà để rác trong luôn này sao kiếm? À, mọi người coi cẩn thận nha. Làm từ từ mọi người, coi có giấy tờ gì không? Cái của bà hả? Trời ơi, giấy tờ.
đằng kia là một cái máy chiến trường đấy các bạn. Đủ thứ trên đời ha. Bảy chua có không? Dạ dạ. Để chai đi. Nãy giờ mấy bao vậy chai? Rồi chuột dán này. Bao gì dầu đang đưa qua. Mấy cái gác mọi người nhét chặt chặt xuống. Đây chị, ba ve chai này. Đây mọi người chia ra từng loại và yên tâm nhé. Ve chai đi. Ừ, ve chai bỏ riêng ra, còn cái nào mà không, cái tô để mà xài chứ, cái tô để xài. Tô xài được. Trời ơi, dưới giường chắc là một cái kho tàng luôn á mọi người. Này. Xịt dán hả? Dán quá trời nè. Rồi để em con xịt dán. Trời ơi dán nè. Rồi dán con, dán mẹ dán con. Dán là không? Ổ luôn mới vô. Bỏ vô thôi, mấy ông ra này di chuyển ra ngoài, mấy ông đi di chuyển bằng xe gì? Yeah.
giúp được. Để tặng cái này đi cho người ta. Dán này. Đi tìm bà ve chai rồi bà ơi. Ông đi tìm bà ve chai để vào bán bớt rồi. Nhiều quá. Nhà không khác gì vậy đó luôn. Này của ai bà? Con trai hả? Của con trai hả? Con. Chào hả? Con nó chấm. Thành để tùm lum tà la chứ ha. Dưới giường rồi cả đống ha. Bò tùm lum nữa ha. Để kêu mua cái chai thuốc diệt dán cho xịt bớt cho. Chưa ăn nữa hả? Tôi đi đậu cũng thích. À. Không ăn, tôi không ăn dừa hả? Ăn cái gì cũng vậy đó. Trời ơi, dừa đồng rồi nè. Có cái gì vậy? Không có cái gì hả? Là dán. Hả? Dán. Cái gì? Chỗ ra nè. Cái gì? Cái gì?
cái gì con muốn bỏ ra đó? Cái miếng trái á. Giá hả? Dạ đó. Vị trái, vị trái. Dạ đó. Không đáng rồi, không đáng rồi nha. Mẹ chai ha, mẹ có mẹ rồi. Ông đi kêu mấy bà mẹ chai rồi. Mì đó ha. Kêu mấy đó đây lắm, nó tạm bộ vậy, nó tạm bộ quá à. Mình xem nó đâu đã. Thôi dơ rồi bà ơi, dơ rồi. Thôi để thay nệm mới nha. Thay cái nệm mới chứ nệm này sao nằm nữa nhìn này. Nệm nó ngã màu rồi nè. Cái móc đồ mà nó hư rồi bỏ đi. Đây đỡ lại vậy chứ. Thôi, đó. Bỏ đi con cho cái áo mưa mới. Con cho cái áo mưa mới nha. Mày có xe có cái. Ừ không chị? Đi bình bông á, đổ nước ở bình bông này. Trời ơi, chết đi chị ơi. Đổ nước trong cái bình bông đó hả? Ừ. Dạ. Cái gì mà? Trời ơi, chắc phải trả 1 triệu bồi dưỡng qua tiền thì tiền hờ. Thành thiệt á chứ. Triệu ngờ á, ta chưa sống đâu. Lâu quá, lâu nó. Hồi ha. Hồi quá. Uống chứ. Không sao đâu, con đựng. Đựng hai tay. Đâu, con đựng hai tay. Mười năm có, mấy năm có. Mà cà phê xong thấy thấy đá không vậy rồi? Cà phê xong thấy mà thấy đá không vậy? Thấy cục đá bự rồi, không thấy cà phê đâu cả. Này ra chai đó nha. Này ba chai nè, hai bịch đó. Chưa đủ. Một xe đó. Nãy giờ được mấy bao rác rồi mấy chị? Mấy bao rồi đó? Hai bao ngày nữa hả? Dạ chờ chờ xíu nha. Ông già đây cái này rác phải không? Rác này. Để đây cho người ta cái tiền. Phải mở một cái xe đổ rác để mà đổ.
Cái ba trắng rồi. Rồi, bà yên tâm đi, bay chai bỏ riêng ra. Mà ông có số điện thoại ăn bà sao ông đi lâu quá vậy, không thấy bà về nữa. Hay đi cà phê rồi. Hay ra kia ngồi cà phê rồi. Ông Cường. Nói nghe không rõ lắm. Một nửa là rác, một nửa ve chai á. Có kêu được ve chai không? À, vậy tốt quá. Có ai vô không? Ông vô ông phụ mọi người bơi bơi với ông nhỏ người bơi bơi trên xuống cho mọi người nha. Có ai vô không? Có chị đang vô. Kêu mấy bà vô cho mấy bà đẩy đi cho mấy bà á. Có không? Nhiều ve chai đó. Rác còn ít hơn ve chai. Vậy được đâu mà chạy chạy. À. Vậy ha. Không dọn dẹp là không xài được luôn ha. Bà yên tâm đi, ve chai tụi con bỏ riêng ra. Đâu ra, đâu ra luôn đi, đâu ra. Để nặng nó đâu không nổi. Thôi để đây không? Chú áo xanh chú lại chú lôi để dưới đường không? Để đó đi chị, có cái anh áo xanh anh luôn. Ve chai bên này này, ve chai này là 1, 2, 3, 4 này, quá trời nè. Có cân không? Có cân không? Bán đại, người tự hỗ trợ luôn.